kiểm tra độ xốp của cây Battery House thế hệ mới để vào trong cái gáo nước này. Nước khá là cạn ha, thì mong mình sẽ xem cái độ thấm hút nước của nó rất là nhanh, chứng tỏ nó rất là tơi xốp, lỗ rất là nhiều, nước đang dần dần thấm hút lên gần nửa cây sứ rồi. Mình sẽ tiến hành test trong vòng 1 phút. Là rút ra kiểm tra ha, bọt nước ở dưới rất là ít ha. Bây giờ các bạn đã thấy là gần như đã hơn 2/3 cây sứ đã được hút nước, chứng tỏ rằng cây sứ rất là tơi xốp. Đây là phần ướt nè, phần khô nhìn thấy rõ hai màu, nước bắt đầu lên rồi, chiếu hết 2/3 cây sứ rồi.